Chào các bạn nha. Chào bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình xin nói về một cái vấn đề là con cho ông Hương bị nậu ngoại ký sinh trùng. Nậu ngoại ký sinh trùng là một loại mình cũng không gành nó loại vi khuẩn hay virus nữa, nhưng mà nó gây ảnh hưởng tới lông của con tròm của mình nè, giống như bị sà mâu hay là sán chó trên chó vậy đó, kiểu vậy đó. Thì con tròm mình do là trong quá trình mình nuôi á, thì ăn mồi tươi không à, cá sống này nọ, tay ếch sống, đầu gà, thì trong mấy cái đó thì thường nó sẽ có rất là nhiều vi khuẩn virus gây ra các bệnh cho con tròm. Thì cái bệnh mà các bạn thường thường bị nhất là bị sáng này nọ, dung này nọ, thì các bạn nên trong quá trình chăn nuôi á, thì mình nên 6 tháng mình sổ dung một lần. Như con này nè, các bạn thấy không, lông của nó này nó đỏ rồi nè, hoặc chứ nó nguyên dùng dưới đây thì nó đen thui rồi, nó không có lông. Nó mình mới chích cho nó được 2 mũi thì này nó bình thường trở lại à, nó không giống như mấy con này. Cái này thì các bạn thấy không, lông nó mức ô à, không có bị gì chứ, lúc này là nó bình thường, nuôi bình thường đó. Như này lông lá bình thường ha, hết nó hết hồn cái đợt tiên giai gì đó. Thì trong quá trình nuôi á, thì các bạn nên sổ dung 6 tháng một lần nha. Còn về cái mặt mà nội ngoại ký sinh trùng á, thì mình đây mình điều trị bằng cách là mình nha, tiệm á mình mua cái loại thuốc này nè, nè loại thuốc này nè, vì Vimetin nè, loại này là đặc trị nội ngoại ký sinh trùng luôn. Thì liều lượng á thì 1cc cho 10kg. Thì con tròn của các bạn bao nhiêu ký á, thì các bạn mua rồi các bạn chích bao nhiêu, dụ như nó 5kg thì bạn chích 0,5cc vậy đó. Thì trong quá trình chăn nuôi thì mình sẽ gặp rất là nhiều trường hợp bệnh này nọ, nên các anh chị nên tìm hiểu trước đi, đúng là mình tìm hiểu trước mình tới đó mình không có bỡ ngỡ này nọ. Tròn Hương mình đây thì mình nuôi đúng là ăn cua đồng này nọ, đầu gà đó, do ăn mấy cái này nên nó rất là nhiều vi khuẩn virus, nên mình thường thì mình sổ dung 6 tháng một lần, sổ dung cho mua loại sổ dung cho chó mèo đó. Cái mình đẻ này 11 ngày thì trong quá trình chăn nuôi mong các bạn tìm hiểu kỹ về cái vấn đề mua con giống này nọ đâu ha. Cái này thì mình không có nói nữa, mong các bạn tìm hiểu kỹ, tránh trường hợp bị lừa. Còn đây hai cái nghe đẹp không bạn, cái này chắc cũng được gần 2 tháng mấy à, nuôi chắc cũng 2 tháng rồi. Mong các bạn đăng ký cho mình một like với một lượt đăng ký ha, để mình tạo thêm cái động lực để mình làm nhiều clip ra nữa về các bệnh này nọ. Thì mình ở đây thì mình không có nuôi nhiều trăm con giống như mấy anh trẻ lớn, nên kinh nghiệm của mình cũng không có được nhiều, mình biết nhiều mình chỉ nhiều thôi, nhưng mình chỉ thiệt tình biết nhiều chỉ nhiều. Mong các bạn ủng hộ mình nhé. Chào bạn.